Bạn nhỏ thân mến, chị là Hải Quỳnh, chị đến từ team học văn chị Hiên. Em đang được lắng nghe chuyên mục cassette văn chương để cùng với nhau chúng ta đi tìm hiểu về các văn bản được học trong chương trình ngữ văn lớp 9. Và trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ được lắng nghe về một tác phẩm được coi là một kiệt tác của nền văn học Trung Đại Việt Nam. Và với tác phẩm này thì tác giả đã trở thành một đại thi hào dân tộc và trở thành một danh nhân văn hóa thế giới. Đó chính là Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du. Về tác giả Nguyễn Du, trong sách giáo khoa chúng ta được nắm bắt những thông tin cụ thể như sau. Thứ nhất, Nguyễn Du sinh năm 1765, mất năm 1820, tên chữ là Tú Như, hiệu là Thanh Hiên, quê ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh trưởng trong một gia đình đại quý tộc, nhiều đời làm quan và có truyền thống về văn học. Cha là Nguyễn Nghiễm, đỗ tiến sĩ, từng giữ chức tể tướng. Anh cùng cha khác mẹ là Nguyễn Gạn cũng từng làm quan to dưới triều Lê Trịnh. Tác giả Nguyễn Du có cuộc đời gắn bó sâu sắc với những biến cố lịch sử của giai đoạn cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Đây là giai đoạn lịch sử đầy biến động với hai đặc điểm nổi bật: chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng, bão táp, phong trào nông dân khởi nghĩa nổi lên khắp nơi, đỉnh cao là khởi nghĩa Tây Sơn, đánh đổ các tập đoàn phong kiến Lê, Trịnh, Nguyễn, quét sạch 20 vạn quân Thanh xâm lược. Trong hoàn cảnh ấy, Nguyễn Du đã sống phiêu bạt nhiều năm trên đất Bắc từ năm 1786 đến năm 1796, rồi về ở ẩn tại quê nội Hà Tĩnh từ năm 1796 đến năm 1802. Sau khi đánh bại Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi vào năm 1802. Nguyễn Du ra làm quan bất đắc dĩ với triều Nguyễn và năm 1813, năm 1814, ông được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc. Năm 1820, dưới triều Minh Mạng, Nguyễn Du lại được lệnh làm chánh sứ sang Trung Quốc lần thứ hai, nhưng chưa kịp đi thì bị bệnh và mất tại Huế. Nguyễn Du là người có kiến thức sâu rộng, am hiểu văn hóa dân tộc và văn chương Trung Quốc. Cuộc đời từng trải, đi nhiều, tiếp xúc nhiều đã tạo cho Nguyễn Du một vốn sống phong phú và niềm thông cảm sâu sắc với những đau khổ của nhân dân. Nguyễn Du là một thiên tài văn học, một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. Sự nghiệp văn học của Nguyễn Du gồm những tác phẩm có giá trị lớn bằng chữ Hán và chữ Nôm. Thơ chữ Hán có 3 tập, gồm 243 bài. Sáng tác chữ Nôm xuất sắc nhất là đoạn Trường Tân Thanh, thường gọi là Truyện Kiều. Và bên cạnh đó, chúng ta sẽ được đi tìm hiểu về một kiệt tác của tác giả Nguyễn Du. Đó chính là đoạn Trường Tân Thanh, hay còn gọi là Truyện Kiều. Truyện Kiều là tác phẩm tiêu biểu nhất của thể loại truyện nôm trong văn học Trung Đại Việt Nam. Viết truyện Kiều, Nguyễn Du có dựa theo cốt truyện Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, một tác giả của Trung Quốc. Tuy nhiên, phần sáng tạo của Nguyễn Du là hết sức lớn, chính điều này mới làm nên giá trị của kiệt tác truyện Kiều. Chúng ta có thể tóm tắt về tác phẩm truyện Kiều như sau. Truyện Kiều gồm 3 phần. Phần thứ nhất, gặp gỡ và đính ước. Thúy Kiều là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, con gái đầu lòng một gia đình trong phong lưu và lương thiện, sống trong cảnh êm đềm trướng rủ màn che, bên cạnh cha mẹ và hai em là Thúy Vân, Vương Quan. Trong buổi du xuân nhân tiết Thanh Minh, Thúy Kiều gặp chàng Kim Trọng, phong tư tài mạo tốt vời. Giữa hai người chớm nở một mối tình đẹp. Kim Trọng đến ở trọ cạnh nhà Thúy Kiều, nhân trả chiếc thoa rơi, Kim Trọng đã gặp Kiều bày tỏ tâm tình, hai người chủ động, tự do đính ước với nhau. Phần thứ hai, gia biến và lưu lạc. Trong khi Kim Trọng trở về quê chịu tang chú, gia đình Kiều bị mắc oan, Kiều nhờ Vân trả nghĩa cho Kim Trọng, còn nàng thì bán mình để chuộc cha. Thúy Kiều bị bọn buôn người là Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh lừa gạt, đẩy vào lầu xanh. Sau đó nàng được Thúc Sinh, một khách làng chơi hào phóng, cứu vớt khỏi cuộc đời kỹ nữ. Nhưng rồi Kiều bị vợ cả của Thúc Sinh là Hoạn Thư ghen tuông, đày đọa. Thúy Kiều phải trốn đến nương nhờ nơi cửa Phật. Sư Giác Duyên vô tình gửi nàng cho Bạc Bà, kẻ buôn người như Tú Bà, nên Kiều lần thứ hai rơi vào lầu xanh.
Ở đây, Thúy Kiều gặp Từ Hải, một anh hùng đội trời đạp đất. Từ Hải lấy Kiều, giúp nàng báo ân báo oán. Do mắc lừa quan tổng đốc trọng thần Hồ Tôn Hiến, Từ Hải bị giết, Thúy Kiều phải hầu đàn, hầu rượu Hồ Tôn Hiến rồi bị ép gả cho viên thổ quan. Đau đớn, tủi nhục, Kiều chẫm mình ở sông Tiền Đường, nhưng nàng được sư giác duyên cứu và lần thứ hai Kiều nương nhờ cửa Phật. Phần thứ ba, đoàn tụ. Sau nửa năm về Liêu Dương chịu tang chú, Kim Trọng trở lại tìm Kiều, hay tin gia đình Kiều bị tai biến và nàng phải bán mình chuộc cha. Chàng đau đớn vô cùng. Tuy kết duyên với Thúy Vân, nhưng Kim Trọng chẳng thể nào nguôi được mối tình đầu say đắm. Chàng quyết cất công, lặn lội đi tìm Thúy Kiều. Nhờ gặp được sư giác duyên mà Kim Kiều tìm được nhau, gia đình đoàn tụ. Chiều ý mọi người, Thúy Kiều nối lại duyên với Kim Trọng, nhưng cả hai cùng nguyện ước, duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy. Với tác phẩm truyện Kiều, chúng ta cũng tiếp tục được tìm hiểu về những giá trị, nội dung và nghệ thuật vô cùng đặc sắc của tác phẩm. Trước tiên là về nội dung. Truyện Kiều có hai giá trị lớn là giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo. Truyện Kiều là bức tranh hiện thực về một xã hội bất công, tàn bạo, là tiếng nói thương cảm trước số phận bi kịch của con người. Tiếng nói lên án, tố cáo những thế lực xấu xa, tiếng nói khẳng định đề cao tài năng, nhân phẩm và những khát vọng chân chính của con người như khát vọng về quyền sống, khát vọng tự do, công lý, khát vọng tình yêu, hạnh phúc. Về nghệ thuật, truyện Kiều là sự kết tinh của thành tựu nghệ thuật văn học dân tộc trên các phương diện ngôn ngữ, thể loại. Truyện Kiều, ngôn ngữ văn học dân tộc và thể thơ lục bát đã đạt tới đỉnh cao rực rỡ. Với truyện Kiều, nghệ thuật tự sự đã có bước phát triển vượt bậc từ nghệ thuật dẫn truyện đến nghệ thuật miêu tả thiên nhiên, khắc họa tính cách và miêu tả tâm lý con người. Kiệt tác truyện Kiều hàng trăm năm nay đã được lưu truyền rộng rãi và có sức chinh phục lớn đối với mọi tầng lớp độc giả. Tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được giới thiệu ở nhiều nước trên thế giới. Như vậy, chúng ta cần phải ghi nhớ được những thông tin cơ bản nhất về tác giả Nguyễn Du và về kiệt tác truyện Kiều như sau. Nguyễn Du là thiên tài văn học, danh nhân văn hóa thế giới, nhà nhân đạo chủ nghĩa, có đóng góp to lớn đối với sự phát triển của văn học Việt Nam. Và truyện Kiều mà chúng ta được học chính là kiệt tác văn học, kết tinh giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo và thành tựu nghệ thuật tiêu biểu của văn học dân tộc. Đó là những phần thông tin mà chúng ta sẽ được nắm bắt trong bài học về tác giả Nguyễn Du và kiệt tác truyện Kiều các em nhé. Đó cũng là phần mà trong số phát sóng ngày hôm nay chúng ta cùng với nhau lắng nghe. Mong rằng số phát sóng này các bạn đã được một lần nữa nhắc nhớ lại và ghi nhớ những thông tin, những kiến thức bổ ích về tác giả Nguyễn Du và về kiệt tác truyện Kiều các em nhé. Cảm ơn các em rất nhiều vì đã lắng nghe số phát sóng ngày hôm nay của chuyên mục cassette văn chương. Hẹn gặp lại các em trong những số phát sóng tiếp theo.